Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Ở video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành các phần dưới đây. Phần phát âm, dấu nhấn, phần ngữ pháp, chia thì, từ loại gia đình, cụm giới từ, sửa lỗi sai, điền từ vào đoạn văn, cho từ, điền từ vào đoạn văn, không cho từ. Phần đọc hiểu, phần viết câu. Ở video này chúng ta sẽ làm cái phần viết câu các bạn và cái phần xây dựng câu. Đây, rồi chúng ta sẽ làm phần viết câu cho từ sẵn và phần xây dựng câu. Khi mà người ta cho các bạn sẵn cái từ, các bạn lưu ý nha. Các bạn nhìn ở đây, không quá 7 từ. Các bạn lưu ý nha các bạn. Lúc nào ta cho từ sẵn ta cũng có cái gợi ý này cho các bạn hết. Thông thường là 3, 5 từ, không quá 5 từ. Nhưng mà ở đây thì ta cho chúng ta tới 7 từ. Có nghĩa là một câu đó phải dùng 7 từ các bạn. Cha của tôi chưa bao giờ nghĩ bán chiếc xe cũ này. Cái sự suy nghĩ của việc mà bán chiếc xe cũ các bạn. Các bạn có cái chữ cross nè các bạn. Các bạn nào mà biết được cái cụm từ là cross my mind á, có nghĩa là nó đã băng qua tâm trí của tôi, có nghĩa là tôi đã nghĩ tới, thì mới làm được câu này nha. Cái sự suy nghĩ của cái việc mà bán chiếc xe đạp cũ các bạn. Rồi, bán chiếc xe đạp cũ thì chưa bao giờ băng qua tâm trí của ba của tôi. Các bạn sử dụng lại thiền vạn thành nha. Never các bạn. Rồi, băng qua, sử dụng từ của người ta, cross tâm trí của ba tôi, my father, phẩy này các bạn, my. Rồi các bạn đếm coi chúng ta có sử dụng đúng không, 1 2 3 4 5 6 chữ nha các bạn. Rồi cross my mind, các bạn lưu ý cấu trúc đó nha. Ở trên ta dùng hiện trạng hình, các bạn sử dụng hiện trạng hình luôn. Câu 92 này các bạn, một cái người thợ bánh giao cái bánh cho chúng tôi vào sáng nay. Rồi đây chính là cấu trúc mà chúng ta hay nói tới trong các phần mà chúng 100 câu viết đề chuyên các bạn. Và các đề thi chuyên có tỉnh thành khác ha, chúng ta hay có chỗ này các bạn. Chỗ này các bạn có thể dùng get nè. Ở đây là got. Rồi got. Trong đây thì chúng ta dùng chữ người ta cho là had. Had something các bạn. Something là the cake. Trên bài là the cake. Rồi. Have something. V3 nha các bạn, deliver, ed nè, rồi, ở trong trường hợp này thì các bạn có thể dùng chữ buy a baker để chúng ta đếm tận chữ nha, coi mà nó nhiều chữ quá thì chúng ta bỏ đi không sao đó, rồi, chúng ta đếm thử nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vừa 7 chữ đó các bạn, các bạn có thể bỏ chữ a baker đi cũng được. Nhưng trong trường hợp này không vượt thì chúng ta giữ nguyên để nghĩa nó rõ ra. Hoặc các bạn có thể viết theo hai cách nữa nha các bạn. Gặp cái câu thế này các bạn có bốn cách viết. Rồi các bạn có bốn cách viết. Rồi cách thứ hai này các bạn, we. Các bạn dùng chữ had hoặc là got cũng được ạ. Không được. Got had ha. Rồi had nè. A baker had someone các bạn. A baker. V1 nha các bạn. Đây V1. Deliver. The cake. Rồi. For us. Không cần for us các bạn. Rồi this morning. Rồi các bạn viết thêm một cách nữa nha. Cách nữa các bạn là we get got các bạn, got. Rồi a baker tu nha các bạn, đây phải cái tu nè, nó khó khó cái này các bạn dễ nhầm lắm nha. The cake this morning. Rồi các bạn có bốn cách viết câu này. Câu 93, cái lỗi trong kế toán này các bạn, cái lỗi trong kế toán thì không được chú ý cho đến khi những con số này được kiểm tra lại. Thì các bạn thấy đây là số x nè.
chủ ngữ là chữ này nha các bạn nha, không phải chủ ngữ là chữ này đâu. Nhiều bạn sẽ có câu hỏi vậy. Ở trong bài các bạn không được chú ý, không được biết. Rồi, có từ like thì chúng ta phải biết cái cụm từ này thì mới làm được nè các bạn. Cái lỗi làm trong kế toán chỉ nè, chỉ gì? Chỉ biết đó các bạn, chỉ biết có nghĩa là chỉ ra ánh sáng á. Rồi, thì chúng ta có cái cụm từ là only them. Rồi, to light. Rồi, khi mà quen những con số được kiểm tra. Giả sử như các bạn tự học ha, các bạn tự học đó các bạn, thì các bạn không biết được cái cụm từ chúng ta xài là thế nào, thì các bạn ví dụ các bạn tra từ like nè. Rồi, các bạn coi các thành ngữ dưới nó nha. Đây các bạn, thành ngữ nè. Đây, nếu một cái sự vật come to life nè, hoặc là mang tới ánh sáng nè, thì nó được biết. Rồi, có nghĩa là các bạn tự học ha, thì các bạn có thể tra từ điển, nó có hết trong đó luôn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu số 94. Hành vi của cô ấy có khuynh hướng là tệ khi cô ấy bị áp lực. Rồi, câu này chúng ta quen thuộc các bạn. Đầu tiên là người ta cho các bạn là chữ tendency, là chữ danh từ nha. Thì danh từ các bạn dùng động từ. Cô ấy có, tại sao dùng hiện tại, ở trên ta dùng hiện tại các bạn. Cô ấy có khuynh hướng. Rồi, tendency nè, to verb nha, to, để mà gì, để mà gì, để mà cư xử. Vì vậy các bạn dùng chữ behave, biến thành động từ. Trong bài á là tệ thì các bạn biến nó thành trạng từ để nó bổ nghĩa cho cái từ behave. Rồi, cái từ badly có rồi các bạn. Rồi, rồi vậy chúng ta chỉ cần điền bốn chữ thôi. She has chữ ờ nha các bạn, phải có chữ ờ. A tendency to behave. Rồi, chúng ta dùng năm chữ. Câu số 95 là cái chiến thuật của cái vận động viên, của cái huấn luyện viên này, thì chịu trách nhiệm trực tiếp cho cái sự thua cuộc của cái đội. Rồi, cái chiến lược của huấn luyện viên thì chịu trách nhiệm chính cho cái sự thua cuộc của đội này. Thì trong bài các bạn, người ta cho các bạn cái gì đó của đội nè. Cái gì đó của đội? Chắc chắn là cái sự đánh, cái sự thua của đội. Đó là trên câu trên đây các bạn, sự thua của đội nè. Rồi, cái sự thua của đội ở trong bài chúng ta, ta cho chúng ta là hậu quả, là danh từ các bạn. Danh từ là cái hậu quả, là cái kết, là cái gì đó. Thì chúng ta thêm chữ trong bài, người ta cho chúng ta tự là directly á, thì trạng từ các bạn biến thành tính từ nha. Rồi, là cái directly, direct là cái hậu quả, là cái kết quả các bạn, consequence, trực tiếp của ha cái huấn luyện viên, chiến lược, tactics, tactics. Rồi các bạn lưu ý nè, chỗ này có chữ off nè các bạn, vì vậy chỗ này các bạn có chữ the. Rồi, là cái kết quả, là cái hậu quả trực tiếp của cái chiến lược của huấn luyện viên. Chúng ta chỉ có thể viết vậy thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần sử dụng từ để viết thành câu hoàn chỉnh các bạn. Cụm từ gợi ý nè. Các bạn lưu ý phần này nha, các bạn đọc kỹ nha. Cái này nó ghi là sử dụng từ, cụm từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh, có nghĩa là các bạn được quyền biến đổi. Biến đổi ở đây có nghĩa là hiện tại thành quá khứ, to be các bạn chia. Còn ví dụ như nó kêu là sắp xếp thì các bạn sẽ không có thêm vô. Ở đây thì chúng ta phải thêm vô thôi các bạn. Thêm vô. Rồi. Chưa bao giờ trong cái cuộc đời của cô ấy thấy cái tòa nhà cao thế này. Ở đây các bạn thấy là chưa bao giờ cuộc đời của cô ấy nè, thấy nè, cái tòa nhà cao thế này. Chúng ta dịch từng chữ một thì chúng ta thấy là nghĩa như vậy ha. Và cái chữ never đứng đầu. Các bạn lưu ý ha, người ta thông thường người ta cho các bạn kiểu này thế này nè, là các bạn giữ nguyên cái trật tự của cái từ này nè các bạn, biến đổi nhưng giữ nguyên trật tự nha. Rồi, còn sắp xếp lại khác. Bây giờ chúng ta dùng chữ never các bạn. Never, hồi nãy có một cái câu các bạn ở trong cái đề thi chuyên
thì người ta yêu cầu chúng ta đảo ngữ các bạn. Rồi, never, câu này rất là quen thuộc của chúng ta rồi. In her life các bạn. Chưa bao giờ trong cuộc đời của cô ấy nè, cô ấy thấy một cái tòa nhà như thế này. Chưa bao giờ trong cuộc đời của cô ấy thấy, có nghĩa là lần đầu tiên cô ấy thấy các bạn. Có nghĩa là các bạn sử dụng hiện tại thành nha, đảo ngữ nè. Has seen. Rồi, sách phải có on vô, sách on tall building. Chấm. Khó chỗ này. Đảo ngữ. Câu 97 đó các bạn. Mary. Chúng ta dịch từng chữ một nha, Mary là ứng cử viên cuối cùng để phỏng vấn ngày hôm qua. Rồi. Đầu tiên ngày hôm qua này các bạn. Chúng ta nói Mary nè. Đầu tiên Mary là ứng cử viên hôm qua chúng ta dùng word các bạn. Cuối cùng thì các bạn đã được xác định, các bạn dùng the nha, the last applicant, cuối cùng. Khó là khó chỗ này nè các bạn. Chỗ này thông thường các bạn sai. Ở đây bị động nha. Cô ấy là ứng cử viên, vì vậy cô ấy phải được phỏng vấn, interview. Rồi, yesterday. Chấm cái các bạn. Câu 98 các bạn. Cô Rin á tự hào con cô ấy đóng góp đến vở kịch. Rồi, chúng ta viết bình thường thôi. Câu này các bạn có thể sử dụng thì hiện tại quá khứ cũng được. Rồi, cô Rin. Rồi, chúng ta dùng hiện tại nha, thì tự hào. Tự hào và tự hào of nha các bạn. Rồi, con cô ấy, tự hào về con cô ấy nè. Trong trường hợp này ta bắt buộc mình sử dụng sự hữu cách nha. Cái sự đóng góp của con cô ấy, con contribution. Rồi, con contribution phải to nha các bạn. Rồi, khó chỗ đó đó. Nhiều bạn dùng chữ là bao là sai. Câu 99, tôi rất biết ơn nè, những cái thông tin hữu ích, những cái khó học trong tiếng Anh bạn đã cho tôi. Rồi, câu này cũng dễ các bạn. Đầu tiên là tôi rất biết ơn. Rồi, các bạn dùng hiện tại quá khứ đều đúng hết các bạn. Rồi, grateful nè các bạn. Rồi, tôi rất biết ơn vì nè. Nhớ là for, giới từ phải là for. Thông tin hữu ích, information. Rồi, về những cái thông tin hữu ích. Về, ở đây là về các bạn, about những cái khóa học. Khóa học này đã biết rồi. Trong tiếng Anh. Rồi, cái mà bạn đã cho tôi. Rồi, chấm các bạn. Which you gave me. Khó chỗ cái chữ about you for này các bạn. Rồi, câu số 100 nha. It's no you nè. Ở đây chính là cấu trúc mà không ít chi không lợi gì các bạn. Viết những cái câu này mà người ta cho chúng ta rất nhiều ngữ pháp rất là hay. Các bạn có it's no use, hoặc là it's no point, hoặc là it's no good. Rồi, it's no use còn good in. Khó chỗ này các bạn. Đây, không có ích chi gọi anh ta, bởi vì điện thoại của anh ta thêm như hết vô. Thì ở phía trước các bạn dùng hiện tại, ở đây các bạn dùng hiện tại luôn. Off order, hư là out of order, còn outwork là thất nghiệp các bạn. Nào, giữ nguyên, chấm các bạn. Chúng ta đã hoàn thành xong đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở các đề thi của các tỉnh thành khác và các chuyên đề thi chuyên. Xin cảm ơn. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.